tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành và đưa vào khai thác đồng thời dự án mở rộng sân bay Điện Biên và ba dự án đường cao tốc trọng điểm quốc gia, gồm dự án cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, dự án cầu Mỹ Thuận 2. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên được khởi công ngày 21 tháng 1 năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỷ đồng, sau khi khánh thành cảng hàng không Điện Biên đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 hoặc tương đương, công suất khai thác nhà ga hành khách 500.000 khách một năm, hiện đã khai thác các đường bay Hà Nội Điện Biên và Thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên. Đối với các dự án cao tốc, Thủ tướng cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã khánh thành và đưa vào khai thác thêm 730 km đường cao tốc, nâng tổng số đường cao tốc của cả nước lên gần 1.900 km và đang triển khai thi công gần 1.700 km cao tốc phần đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu cả nước có khoảng 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025 và 5.000 km đường cao tốc vào năm 2030.